giọt nước mắt cả hết đi lòng rối bời, để anh được thấy em luôn mỉm cười. Và hãy luôn siết chặt tay nhé, mà khó khăn cùng đương đầu, một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Now everything was perfect, I knew this love was worth it. I'm a miracle in the making. Until this world stops turning, I'll still be here waiting. I'm waiting to make that vow that I'll be by your side. Sẽ quá mau, anh sẽ mãi luôn che chở em cuộc đời mãi sau. I do love you, yes I do love you. I'll be waiting till I hear you say I do. Cause I love you, love you. I'll be by your side. I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something new. I'll be waiting till I hear you say I do. We're shining like a diamond, just look at us now. I wanna hear you say I do. Thank you.
em sẽ bước đến phía anh, áo cười rạng ngời như giấc mơ giữa muôn ngàn người đang chúc phúc cuộc tình. Ngàn màu hoa lung linh rồi anh trao em chiếc nhẫn xinh, thương và yêu quý nhất đời mình. Hạnh phúc em ngỡ như vỡ òa, nguyện trọn đời sẽ luôn bên anh. Hạnh phúc em ngỡ như vỡ òa, nguyện trọn đời sẽ nhau thôi em bên anh nồng nàn đôi môi ngày dịu dàng chung.
em muốn tiến xa hơn chưa? Yêu anh rồi, có anh rồi, vậy còn chờ điều gì nữa? Này là chiếc nhẫn anh muốn trao em, chính lúc này, ngay lúc này, gật đầu làm vợ anh nhé. Vì duyên số do trời đã cho anh gặp một người dễ yêu thương em suốt một đời. Giờ anh muốn ngỏ lời sẽ không bao giờ thay đổi, mãi bên em trọn đời. Yêu để cười bỏ hết tháng năm dòng trời, muốn về nhà thôi cùng em giấc mơ chung đôi. Yêu để cười bỏ hết tháng năm dòng trời, muốn về nhà thôi cùng em bữa cơm mỗi tối. Yêu để cười quyền xanh bước đi trên con đường, dù trong gai hạnh phúc sẽ không phôi pha. Yêu để cười. Lời cảm ơn tinh thần, lời chúc một buổi tiệc ngập tràn vui và lời chúc mừng lòng trọng nhất. Vợ mà đưa mà chúng ta có được như ngày hôm nay thì chúng ta không thể không nhắc đến công ơn sân thành diệu dục. Chính vì vậy mà ngày hôm nay ngay tại trung tâm sân khấu này, chúng tôi xin được làm lời kính mời sự hiện diện của hai bên gia đình. Phát biểu quý con viên của hội nhà gái, chúng tôi xin trân trọng kính mời sự hiện diện của quý ông Ngô Tiến và quý bà Nguyễn Thị Bé, là song thân cao quý của cô dâu xinh đẹp Bích Tiên. Phát biểu quý con viên của hội nhà trai, chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời sự hiện diện của quý ông Đặng Văn Phúc và quý bà Nguyễn Thị Loan, là song thân cao quý của chủ đề Điện Trai Văn Phước. Ngay bây giờ sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng ra mắt toàn thể quý vị. Và xin dành một tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt để cùng chào đón hai bên gia đình của chúng tôi. Xin mời. Với tất cả quý khán giả, trong không khí vui tươi, trong không gian lung linh hạnh phúc trọn đầy hôm nay, thì ngay bây giờ đây không phải để quý vị chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng hưởng mắt về cặp đôi hạnh phúc của chúng ta ngày hôm nay và cùng bước lên một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón đôi hương của chúng ta tiến lên lề đài hạnh phúc, vũ đài của tình yêu. Và xin thưa cùng với toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì sẽ được chúng tôi đón nhận được sự hồi tố rất là đông đủ của tất cả quý vị về đây chúc mừng hạnh phúc của cô dâu và chú rể để tri ân tình cảm sâu sắc này. Thưa quý vị, gia đình của chúng tôi xin mời ông nội chú của cô dâu cùng có đôi lời cảm tưởng đến cho tất cả quý vị ạ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quan viên ai hồ, kính thưa quý vị khách, kính thưa toàn bộ hội trường, hôm nay là ngày lễ vu quy của hai cháu. Tôi là ông nội chú, quý vị đã bỏ chút thời gian để là để chúc mừng cho hai cháu. Gia đình Phú Bảo Chi xin một cuộc tiệc vui để xin mời quý vị được vui vẻ. Cuối cùng xin chúc quý vị, xin chúc hai họ và quý vị khách quý dồi dào sức khỏe và làm ăn được phát đạt một được như ý. Tôi xin hết ạ. Món quà đến từ ông miền đời của cô dâu, cũng có những món quà tuyệt vời để cùng chúc mừng cho hai cháu. Và cho em xin mời món quà đến từ ông miền đời của cô dâu sẽ cùng tiến lên sân khấu. Xin mời. Và thưa lời cho cô dâu và chị về, xin chân thành cảm ơn món quà rất là tuyệt vời, một phong bì gói trong tâm tư tình cảm mà ông mẹ nội của cô dâu đã dành tặng cho hai cháu trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và chúc cho ông mẹ nội luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu hơn trăm tuổi. Món quà tiếp theo cũng xin trân trọng kính mời món quà đến từ miền ngoài của cô dâu, không còn món quà tuyệt vời để cùng chúc mừng cho hai cháu ạ. Xin mời. Cảm ơn mọi
quà rất là tuyệt vời thân thương mà mình ngồi của cô dâu đã dành tặng cho hai cháu trong ngày hạnh phúc hôm nay. Cùng xin được chúc cho mình ngồi luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu hơn trăm tuổi. Xin mời món quà tiếp theo là món quà đến từ bên người của cô dâu. Em xin mời món quà để từ vợ chồng của bác Trội. Cùng có món quà để cùng chúc mừng cho hai cháu ạ. Xin mời món quà để từ vợ chồng của bác. Chúng tôi xin lời thành cảm ơn một quà rất là ý nghĩa, một không vàng bộ số 9 tượng trưng cho sự kinh tế sau này của Lôi Ngương. Xin lời thành cảm ơn một quà để từ vợ chồng của bác Trời. Em xin mời một quà tiếp theo là một quà để từ vợ chồng của bác Tân. Chúng tôi xin lời thành cảm ơn một quà để từ vợ chồng của bác Tân rất nhiều, một món quà rất là ý nghĩa thân thương. Và em xin mời món quà tiếp theo là món quà để từ bạc Trân. Cũng có món quà để có mời chúc mừng ạ. Em xin mời món quà để từ bạc Trân. Và thế là chúc quý vị cô dâu xin chân thành cảm ơn món quà để từ bạc Trân rất nhiều. Em xin mời món quà tiếp theo là món quà để từ vợ chồng của OB. Và xin lỗi chân thành mời món quà để từ vợ chồng của OB. Sau một quà đến từ vợ chồng của OB thì em xin mời bỏ qua đến từ vợ chồng của chủ Tâm chuẩn bị. Và xin lỗi cho thằng cảm ơn bỏ qua đến từ vợ chồng của OB. Em xin mời bỏ qua đến từ vợ chồng của chủ Tâm. Xin mời bỏ qua đến từ O bé. Và xin được thưa với quý công viên hay cũng như tất cả vị kính mến. Người ta bảo cười xưa thì cho ruồng cho trâu, cưới ngay đổi mới cho không cho bì, anh em cô bạn cầu gì, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cơ bì để theo tay. Em xin mời mọc hoa đến từ O bé ạ. Và xin mời mọc hoa tiếp theo là mọc hoa đến từ vợ chồng của chủ cung. Em xin cảm ơn mọc hoa đến từ O bé rất nhiều. Quà đến từ vợ chồng của chủ Phương và cho em hỏi là công ty thì em xin mời mở quà đến từ vợ chồng của anh Hòa chuẩn bị ạ. Xin mời mở quà đến từ anh Hòa chuẩn bị ạ. Và thưa là trong cô dâu chủ đề em xin cảm ơn mở quà tuyệt vời đến từ vợ chồng của công ty rất nhiều. Và một lần nữa thì cho em hỏi là bên ngoài công sở không có nơi nữa không ạ? Xin mời mở quà đến từ anh Hòa, cũng có mở quà để cảm ơn chúc mừng hạnh phúc cho hai em. Và xin được cảm ơn bỏ qua để từ Ân Hoa. Xin mời bỏ qua để từ Chị Kim Phương. Còn cảm bỏ qua để công an chúc mừng cho hai em ạ. Xin mời. Và thưa lời chúc đối chân tinh thần cảm ơn bỏ qua để từ Chị Kim Phương xinh đẹp rất nhiều. Và bỏ qua thì nổi tiệc bỏ qua. Xin mời bỏ qua để từ Ân Phước. Còn cảm bỏ qua để công an chúc mừng. Xin mời. Cảm ơn mỏ qua tuyệt vời đến từ anh Phước rất nhiều. Em xin mời mỏ qua tiếp theo là mỏ qua đến từ vợ chồng của Chí Đen. Mọc qua đến từ vợ chồng của chị Đen rất nhiều ạ. Xin mời mọc qua tiếp theo là mọc qua đến từ vợ chồng của anh Chạy. Và sau mọc qua đến từ vợ chồng của anh Chạy thì em xin mời mọc qua đến từ anh Đề, anh Được và anh Hoàng chuẩn bị.
quà tuyệt vời đến từ vườn trồng phố ăn chay và niềm vui thì nổi tiệc niềm vui. Xin mời niềm vui tiếp theo là mỏ quà đến từ anh D. Tổng cộng mỏ quà để tôi chúc mừng hạnh phúc cho hai em. Xin mời mỏ quà đến từ anh D và xin mời mỏ quà đến từ anh Được chuẩn bị. Và xin cảm ơn mỏ quà đến từ anh D và xin mời mỏ quà đến từ anh Được. Để xin cảm ơn mỏ quà đến từ anh Buồn và xin mời mỏ quà đến từ anh Hoan. Xin cảm ơn mỏ quà rất là tuyệt vời đến từ anh Hoan cùng toàn mỏ quà để cùng chúc mừng ngày phúc cho hai em. Xin mời mỏ quà tiếp theo là mỏ quà đến từ hai người em của cô dâu. Xin cảm ơn tỉnh lên sân khấu để cùng chúc mừng ngày phúc cho anh chị. Xin mời. Quà rất là tuyệt vời ý nghĩa và sau này thì hai em lấy vợ thì anh chị sẽ cho gấp đôi. Xin cảm ơn món quà tuyệt vời đến từ hai em của cô dâu rất nhiều. Cho em hỏi là còn sợ không có nào nữa không ạ? Được người nhà chúng tôi tiếp tưởng chồng lựa để phục vụ cho tất cả vị bạn mặt trong tiệc ngày hôm nay. Cùng có một món quà rất là ý nghĩa thân thương để cùng chúc mừng ngày phúc cho đêm lương. Xin mời. Chúc mừng cho hai con. Do ba mẹ của cô dâu không ghi trong danh sách cũng không nói với MC ạ. Cho nên MC cũng có sơ sót trong buổi tiệc ngày hôm nay, cũng rất mong của mình thông cảm. Những món quà rất là ý nghĩa mà ba mẹ của cô dâu đã dành tặng cho con gái trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và sau này thì con gái mua nhà mua xe thì ba mẹ sẽ cho thêm. Xin chân thành cảm ơn món quà đến từ ba mẹ của cô dâu rất nhiều. Một lần nữa thì cho em hỏi là còn sợ không con đang được không ạ? Trong tay cất chiếc bánh âm tình trao cho nhau vì ngọt của tình yêu. Xin mời. So
một vì sao chiếu sáng wedding. Happy, happy 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 wedding.
Anh mất đi tất cả mọi thứ mà chịu đau. Nhiều
chặng đường dài này mình vấp ngã. Điều tình mình là bạn đời đến tay cùng nhau. Chúc mừng ạ. Trang xin một tràng pháo tay của tất cả quý vị. Không quên cảm ơn sọc ca đến từ em chủ đề với ca khúc tuyệt vời gấp đôi yêu thương. Kính thưa họ gia gái, kính thưa bà con cảm ơn xa gần của Tông Thôn Vườn. Tôi xin thay mặt cho họ gia trai. Tôi xin giới thiệu tôi là em ruột của mẹ ngoài, à mẹ nội. Năm nay U75. Và sự thật là như vậy là xin cảm ơn quý vị vì sự cái chuyện vui với chuyện chơi thì thời gian con dài đó là của gia gái, nhưng mà thực sự như vậy là gia trai chúng tôi đến thì thời gian cũng khá dài. Cho phép tôi được thay mặt cho họ gia trai xin thưa cùng quý vị, thực sự như vậy là được sự giao ngôn nhất trí của hai gia đình và trưa nay gia đình của họ gia trai nhà ý về họ gia trai xin trân trọng kính mời họ gia trai đến để ra mắt với quý vị và chúc phúc cho hai con. Ngày hôm nay là 30, ngày mốt là cháu lên gia chồng. Thì mình muốn làm sao mà tránh khỏi trong thời gian và tránh khỏi nhiều sai sót. Thì thật sự họ gia gái đón tiếp họ gia trai chúng tôi một cách rất chân tình, tràn đầy thân ái. Rồi sau khi họ gia trai chúng tôi đã về, chúng tôi kính chúc mọi người có mặt trong công trường từ hôm nay vui phấn khởi và giành được thắng lợi trong ngày giải lao hôm nay là ngày tràn đầy hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin thay mặt bên họ gia gái trước là xin kính thưa họ gia trai, hơi gấp quá, cuộc tiệc thì chưa rồi, quán khách chưa rồi mà họ gia trai đã xin mà rút về thì quá sớm đi. Tôi theo yêu cầu ạ, xin mời họ gia trai cùng nặng lại dùng xong buổi tiệc và quý vị quán khách cùng dùng xong tiệc rồi ra về. Và ngày hôm nay là ngày lễ vu quy của hai cháu thì họ gia trai đã đến về để chung vui cùng với chương trình ngày lễ vu quy. Thì họ gia gái chúng tôi là có sai sót điều chi xin họ gia trai vui vẻ và bỏ qua cho. Và cuối cùng là xin chúc họ gia trai được mạnh khỏe và vui vẻ khi ra về được thường lộ bình an. Vậy xin hết ạ. Xin trân trọng cảm ơn họ gia trai.
sao đôi mắt em trông vào xa xăm, cớ sao không nhìn thấy anh? Từ lâu đã ngắm em xinh như một thiên thần. Ghét ghê ai cần biết anh, người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân. Với bao nhiêu là ý thơ, bỗng anh làm tan ước mơ. Người yêu tôi hỡi xin đừng nói câu hờn dỗi. Trong ánh xuân sáng anh là gió, em là nắng, bay khắp dương gian cho mùa đông kia lùi tan để xuân huy hoàng. Mùa xuân đang đến cho nghìn sắc hoa rực rỡ, cho đám em thơ vui đùa mới trong ngày mới, cho lứa đôi ta muôn nghìn năm không rời xa và tình càng thêm thiết tha. Ngất ngây trong tình đắm say, người yêu anh hỡi ước mơ gì hôm nay? Ước mơ em nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới vui trong an bình muôn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đây ta sẽ đón xuân nơi miền trăng sao. Ước mơ em thật lớn lao, mơ đôi mình đứng dối nhau. Tên em đi
chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Riêng anh một mình nơi đây, những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nồng. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu anh, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Sao có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi, niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta chăm nhau tình yêu anh, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Nhất khi em cười,
tia nắng trong thành đàn không xa xôi. Được người thương có hai họ chúc mừng duyên mới, cảm
cảm ơn đời anh gặp được người thương. Em cao số muôn màng anh thương, bắt thang hái ngọn trầu hương, đó thương anh một, anh thương đó mười. Bắt thang lên hỏi trời xanh, chỉ hồng đâu ta cho anh mượn về, để anh sẽ kết đây đầy, sẽ chim loan phượng với cây ngô đông, để anh kết tóc xe tơ, xe trang thuộc nữ với chàng thi nhân. Có hai họ chúc mừng duyên mới, cảm ơn đời anh gặp được người thương. Có hai họ chúc mừng duyên mới, cảm ơn đời anh gặp được người thương. Có hai họ chúc mừng duyên mới, cảm ơn đời anh gặp được người thương. Có hai họ chúc mừng duyên mới, cảm ơn đời anh gặp được người thương. Cho em
Em tìm khẽ nói yêu nhau mãi nhé. Đừng để chuyện tình mình chỉ là cơn gió thoáng qua. Từng ngày hôm nay đến mãi sau này em sẽ yêu hoài một hình bóng thôi. Qua bao sóng gió mình về bên nhau. Tình mình thật tuyệt vời từ ngày đôi ta có nhau. Này người yêu ơi, nụ hôn thắm trao người thỏa mong chờ. Đôi ta sẽ mãi có nhau. Từ nay đôi ta bên nhau đến mai sau. Dù cho mai đây xuân xanh có phai màu, mình còn yêu mãi. Dù mai sóng gió có đến với ta, người yêu em ơi nếu có cách xa, thì tình yêu kia dẫn lối đôi ta. Về làm lễ thành hôn tại gia đình của nhà trai. Vì vậy cùng xin mời cô dâu và chú rể và đại diện gia đình của đất nước bàn thờ tổ tiên ông bà. Xin mời ó của chủ đề. Còn xin mời ó gái. Còn xin mời ó thằng. Và xin mời mọi người từ nhìn bé về phía bên ngoài của chủ đề. Vâng, xin hỏi con món quà nào một chút cho cô dâu và chủ đề không ạ, hay chưa? Vâng, về cho phép con hợp xin được thay lời cô dâu và chủ đề xin chân thành cảm ơn món quà đến từ bà nội và quý o quý gì đã trao những món quà đến cho cô dâu và chủ đề. Và mong rằng quý vị cho nằm một tay thật lớn để chúc mừng cô dâu của chúng ta ngày hôm nay ạ. Và tiếp theo cũng xin mời bà nội và ở bên phía của họ nhà gái cũng xin mời một bà một đại diện nhận lấy hai miếng tàu riêng. Vâng, xin mời hai ba đổi tàu cho nhau, sáu tàu đi ạ.
xin chúc mừng hai họ, xin chúc mừng hai gia đình thông gia và một tràng pháo tay thật lớn của Bi. Và vừa thì đã hoàn thành tổng đẹp, xin mời Quỷ Quang Viên hai họ trở lại hàng ghế danh dự gia đình tên dành sẵn cho Quỷ Quang Viên hai họ và dùng nước Hà Huyên tâm sự. Xin được trân trọng kính mời. Tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết ly. Kiều già ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết luôn. Kiều già ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh, anh hứa yêu em mãi chung tình. Mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều già ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Hai gia đình và được sự cho phép của chính quyền địa phương, vì vậy ngày hôm nay gia đình tôi đã long trọng tổ chức buổi tiệc hạnh phúc cho chủ đề vang phước quà
cô dâu Bích Tiên của gia đình chúng tôi. Và gia đình tôi rất sung sướng hạnh phúc khi được đón tin quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, tình yêu là những gì đó thiêng liêng mà biết bao ca sĩ, nhạc sĩ chưa cắt nghiệp tình yêu. Và hôm nay chủ đề Văn Phước đã chứng minh một phần của điều đó. Vì vậy cho phép Quang Hợp xin gửi tới Tân Lang và Tân Nhân Nhân lời chúc mừng hạnh phúc, chúc tình bà con ở ngoài, quý quan viên hai họ chúng ta hãy có một buổi trưa thật là nhiều niềm vui vẻ và tràn đầy phúc, cùng lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Nghiệp mẹ như nước, người người biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, Cù Lao chính trừ ghi lòng con ơi. Vì vậy ngày hôm nay cho phép Quang Hợp xin tân trọng kính giới thiệu đến quý vị với những người là bố là mẹ của cô dâu và chú rể. Về phía họ nhà trai xin trân trọng kính giới thiệu đến quý vị quý ông Đặng Văn Phúc và quý bà Nguyễn Thị Loan, chính là song thân phù mẫu của chú rể, kết thông gia cùng gia đình ông Ngô Tiến và bà Nguyễn Thị Bé ở thôn Bình An, xã Lộc Bộ, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, chính là song thân phù mẫu của cô dâu. Vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời quý ông bà hãy tiến thẳng về trung tâm sân khấu hậu trường để ra mắt cùng toàn thể quý vị các quý. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị khách quý, quý quan viên của hai họ, hiện diện ở sân khấu chúng tôi hôm nay là những người làm bố, làm mẹ của cô dâu và chú rể. Đây chính người đã tần tạo mà sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang được tầm thân gầy, cha mẹ che chở cho chúng con. Vì vậy ngày hôm nay đại diện của hai gia đình chúng tôi đã có mặt trên sân khấu của hôm trường. Mong một nào quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hai gia đình tôi ngày hôm nay ạ. Và kính thưa quý vị khách quý, giữa thiên nhiên giao hòa là vậy. Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã từng viết rằng đất vắng cây thì đất ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sống với ai. Vì vậy có lẽ từ ngàn xưa mà ông cha ta đã quan niệm rằng tình cảm giữa cây và đất là tình cảm thiêng liêng không thể thiếu được. Chính vì điều đó mà con người chúng ta đã sinh ra và lớn lên với tình cảm, tình yêu của họ cũng thiêng liêng không thể thiếu được. Và chúng ta biết rằng khi đôi trai gái lớn lên tìm hiểu một nửa còn lại của mình, bao giờ có cảm nhận rằng tiến đến ngày hôn nhân là đích cuối cùng sau một thời gian tìm hiểu yêu đương. Và giờ phút này chúng tôi không thể để quý vị phải chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị hướng mắt về cổng hoa của hôn trường để chào đón chủ đề Văn Phước và cô dâu Bích Tiên. Vâng, xin mời hai bạn tiến về trung tâm sân khấu hôn trường ạ. Vâng, thưa quý vị khách quý, trai ở Bình Điền, Bình Tiến là Bền Gan Vượng Chí, gặp gái ở Lộc Bồn chúng ta hiện hầu cũng lại đảm đang. Và đặc biệt ngày hôm nữa là cô dâu và chủ đề hôm nay đã về với một nhà. Hôm nay đã thực chung bàn chung ông, chung nhau dòng máu lạc hồng, chúc cho đôi bạn trẻ đầu lòng một bé trai. Và hôm nay có mặt quý vị đây sao ạ? Chúng ta chúc mừng Tân Lang và Tân Nhân chúng ta trăm năm tình viên mạng, bạc đầu nghiệp phu thê. Nếu như ngày xưa mà có pháo thì ai đây? Bây giờ không phải, quý vị cho tặng vào tay thật lớn để chúc mừng cô dâu chủ đề ta ngày hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn đạo hảo tất quý vị. Và kính thưa quý vị khách quý, ngày hôm nay gia đình rất là vui mừng đón tiếp toàn thể quý vị. Đáp lại tình cảm thân thương ấy, gia đình mong muốn có đôi lời phát biểu cảm ơn chân thành. Xin trân trọng kính mời cầu thanh cùng quay về sân khấu để thay lời gia đình. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, có mặt công trường cho phép tôi xin thay mặt hai cháu Phúc và Loan. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày hạnh phúc của con cháu của tôi. Sự hiện diện của quý vị đã nhận được thiệp mời đến để chúc phúc cho con cháu của tôi, đó là một điều hình thức tân trọng và kỳ hòa. Gia đình chẳng có gì hơn, xin thật thật là cảm ơn tấm lòng của quý vị. Mặc dù tôi nặng quá khắc nghiệt, nhưng mà bà con đã tăng thù bỏ chút thời gian của mẫu để được chúc phúc. Gia đình chẳng có gì hơn, xin thật thật cảm ơn sự tấm lòng quý báu của quý vị. Mà trong khi tổ chức cũng không làm ra cảnh khỏi trong việc đưa đón và đón tiếp, rồi mong quý vị thông cảm. Xin trân trọng cảm ơn. À, thôi cho phép kêu là người làm chủ ghe, xin mời lại, không đi mời được. Rồi Quân ạ. Vô! Xin trân trọng cảm ơn. Chúc định một không gian đầy lãng mạn, chỉ chữ mình chúng toàn thể quý vị. Xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu nhỏ của chúng tôi để cùng chiêm ngược đôi Tân Lang và Tân Nhân Nhân cùng nhau cắt chiếc bánh kem thơm nồng để chúc cho tình nghĩa vợ chồng trăm năm hạnh phúc ngọt bùi bên nhau.
lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Trao xa lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một nhìn về ống kính để có tấm hình lưu niệm từng vui hơn. Và tiếp theo xin mời cô dâu chủ đề cùng dâng rượu cho ba mẹ của cô dâu trong ngày vui hôm nay. Vâng ạ, kính dâng lên sức khỏe của ba mẹ trong ngày vui của hai con. Và xin mời cô dâu chủ đề nhận lấy hai đi rượu của mình về vị trí ở giữa trung tâm xuất khẩu của hôm trường. Và xin mời hai gia đình thông gia chúng ta cùng nhau bước đến để cùng ly, chúc cho tình thông gia mãi mãi được bền lâu. Xin mời hai gia đình càng chén để chúc mừng gia đình thông gia chúng ta ngày hôm nay. Và tiếp theo xin mời cô dâu chủ đề tiến lên về trước sân khấu ạ. Vâng, xin mời hai bạn cùng trẻ tay nhau. Khi say là một chén cùng say, khi nên tình nghĩa một ngày cùng nên. Và xin mời quý vị cho động vào tay thật lớn để chúc mừng ạ. Và chương mừng hạnh phúc hôm nay xin phép được bắt đầu. Và chúng tôi cũng xin thay lời của nhà hàng Thùy Trang xin chân thành cảm ơn gia đình đặt chọn lời dịch vụ tiệc cưới hỏi lễ hội của Thùy Trang chúng tôi ngày hôm nay. Đáp lại tình cảm ấy, nhà hàng Thùy Trang cũng mong muốn có món quà lưu niệm gửi đến cho cô dâu và chủ đề trong ngày cưới. Xin mời đại diện của nhà hàng Thùy Trang chúng ta. Thanh thanh gió đi cành mẫn mang tà áo làm mới xanh bay quanh anh vùng hồng chiếu xuống niềm tin đàn chim mang tung tăng đón chào người. Vâng, xin được thay lời cô dâu và chủ đề xin cho thành cảm ơn nhà hàng Thùy Trang rất nhiều. Và xin mời hai gia đình thông gia cũng như cô dâu chủ đề hãy đi đến từng bàn tiệc của quý vị để nhận những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin được trân trọng kính mời. Trời cặp mây xanh năm nay xuống chơi ấm năm nay ơi buồn thay em tôi nghĩ thắng thời em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây em coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đến ngày mùng hai có ai đi này mà em ở đâu anh mang trầu cao quan rước dâu luôn mai đưa ta sang giàu quá sắp to thịt cò ra muôn thắm thiên sẽ màu nồng yêu thương lắm mơn mong vậy thì còn chẳng chơi chi nữa.
chúc mừng giọng ca của chị cô dâu ạ. Tiếp đón nhiệt tình vui vẻ và kính thưa họ cho trai cháu Bích Tiên, tuy là còn đi lấy chồng nhưng mà còn dọn dài quá, kính xin họ cho trai giúp đỡ để bày vẽ như thế nào cháu là được một cô giáo thảo
dễ hiền, khúc và cuối cùng xin chúc họ gia tài và quý vị quán khách Trung Hôn Trường lúc khi họ nhà gái chúng tôi ra về xin chúc lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất thế đó. Cho phép là tôi thân mặt của họ gia tài sau khi sự bằng việc của họ gia gái và có cái nhạc rơi của tóc tải của quý vị về làm dâu của con chúng tôi. Chúng tôi xin hứa để cho gái nhân tâm chúng tôi là tiếp tục sửa sai chỉ về con của quý vị dâu chúng tôi sẽ trở thành là dâu hiền, con chúng tôi là đề của quý vị trở thành thế nào. Sau khi họ cho gái ra về cho phép cho trai chúng tôi xin chúc quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống trên đường thượng lộ Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn. Cười em giờ là nắng cho anh thêm bao mơ màng, vội đam yêu thương phải chăng đã lơ vân vương mây ngàn, bồi hồi nhịp đập từng giây trong anh này, suy tư ngất ngây đêm ngày. Anh luôn tin mình say chẳng yêu nữa, nào ngờ đây đưa lại ngồi say sưa nụ cười em, đêm về nằm bối rối, ngại ngùng không thôi, lỡ mai gặp nhau pha làm sao? Chẳng biết được đâu, phía nơi trời xanh muốn lối rồi tung lên rồi, vì trong đầu anh cứ thế nhớ mong thôi. Nụ cười dịu em ngày em bước tới, tứ khắc tội miên anh không lối ra. Nụ cười em giờ là nướng cho anh thêm mong mơ màng, phổ đam yêu thương phải chăng đã lơ văn vương mênh ngàn, từng ngày chỉ đợi chờ em thôi, trở về bên tôi chơi với anh nằm mơ sớm tối.
anh ơi, mình cưới nhau đi, cưới nhau về một nhà em nhé. Sống một mình đã bao năm, giờ có nhau sưởi ấm em chịu không? Em ơi, mình cưới nhau nha, cưới cho vừa lòng bà với má. Hối anh hoài, cũng hối em hoài, thôi thì bao hiếu cho ông bà nhà. Anh sẽ mang trầu cau với đôi đèn sang nhà em để xin mẹ cha được làm chồng em. Xin mẹ cha được bên cạnh vui buồn cùng với em. Còn đời anh sẽ chỉ giao phó cho mình em. Anh sẽ mang vòng nhẫn cưới đeo vào tay nàng dâu mới, bước cùng trên đoạn đường sắp tới. Nghiêng đầu sát vào nhau, nở nụ cười rất tươi, là một tấm hình để lưu giữ cho ngày vui cuộc đời.
quá trình tìm hiểu chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa và xin phép hai bên gia đình. Vì vậy ngày hôm nay là ngày 2 tháng 6 năm Giáp Thìn, xin nhân duyên của quý vị khách quý để dành thời gian quý báu đến với gia đình chúng tôi. Vì vậy gia đình tôi chẳng biết nói gì hơn, rất chân thành biết ơn sâu sắc quý vị. Xong là cho phép Quang Hợp xin được thay lời gia đình, thay lời cô dâu chủ đề, xin gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Yêu bằng tình thương, bằng trách nhiệm, vun đắp của hai gia đình. Vì vậy kính thưa quý vị, cha mang ở tầm thân gầy, mẹ mang một nặng hai xương che chở cho đời con có được ngày hôm nay. Vì vậy hôm nay cho phép con được xin trân trọng kính giới thiệu đến quý vị với người là bố là mẹ của cô dâu và chú rể. Về phía họ nhà trai, xin trân trọng kính giới thiệu đến quý vị quý ông Đặng Văn Phúc và quý bà Nguyễn Thị Loan, chính là song thân phù mẫu của chủ đề, kể thông gia cùng dân ông Ngô Tiến và bà Nguyễn Thị Bé ở thôn Bình An, xã Lộc Bồn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, chính là song thân phù mẫu của cô dâu. Vì vậy xin rất lòng kính mời quý ông bà hãy tiến thẳng về trung tâm sân khấu hậu trường để đáp ứng cùng toàn thể quý vị khách quý. Xin được trân trọng kính mời. Thì khách quý thông gia mới của gia đình tôi là quý ông Ngô Tiến và quý bà Nguyễn Thị Bé cùng bà con ở ngoài của họ nhà gái sáng hôm nay đến tham dự rất đông đủ như vì đường xa xa xôi tầng Lộc Bồn. Vì vậy quý vị đã xin phép ra về. Vì vậy đại diện cho gia đình tôi chỉ hôm nay là ba mẹ của chủ đề đã có mặt trên sân khấu của hậu trường. Với niềm vui này kính mong quý vị cho đặt vòng tay thật lớn để chúc mừng gia đình tôi ngày hôm nay. Con người chúng ta ai cũng hướng đến, kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đang sống nồng nàn của mùa hạ về, ngày cưới cũng về. Hôm nay quý vị cũng tràn trề niềm vui, cầm tay nhau đến suốt đời, chúc cho đôi bạn trẻ những lời mến thương. Và giờ phút này xin mời quý vị hướng mắt về cổng hoa của hậu trường để chào đón chủ đề Văn Phước và cô dâu Bích Tiên. Vâng, xin mời hai bạn từ về trung tâm sân khấu được ạ. Và xin một tràng vào tay quý vị để chào đón cô dâu chủ đề chúng ta chiều hôm nay. Vâng, trên một vinh quang của tình yêu, dưới sự mến chịu toàn thể quý vị khách quý, quý quan viên của hai họ cũng như cặp bạn trẻ, ngày hôm nay thì cũng tham dự chung vui. Với ngày hôm nay thời tiết bây giờ rất là nắng nóng, nhưng quý vị dành thời gian tình cảm đến với gia đình tôi. Đáp lại tình cảm ấy, gia đình mong muốn có đôi lời phát biểu cảm ơn chân thành. Xin trân trọng kính mời ba của chủ rể thay lời gia đình. Quý bác, quý chú và quý anh quý chị, bạn bè thân hữu gần xa, là bỏ trục khi gia đình chúng vui cùng gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi tặng gọi gì hơn, xin chúc quý bác quý chú và anh quý chị sức khỏe và thân đạt. Xin chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu tuy thì rất là ngắn gọn nhưng rất chân tình của gia đình. Xin cảm ơn những tràng pháo tay quý vị đã dành cho gia đình tôi ngày hôm nay. Và giờ phút này là một chương trình, một không gian đầy lãng mạn, tiếp tục vinh quang của tình yêu. Chị xin mến cử toàn thể quý vị, xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu nhỏ của chúng tôi để cùng chiêm ngưỡng đôi tân lang và tân nhân nhân cùng nhau cắt chiếc bánh kem thơm nồng để chúc cho tình nghĩa vợ chồng trăm năm hạnh phúc ngọt bùi bên nhau. Và xin mời cô dâu chủ đề chúng ta cùng nhau tiến về phía trước cắt đôi chiếc bánh ngọt. Xin được trân trọng kính mời. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight.
what we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. Xin mời cô dâu chủ đề hai tay vương chỉ ấn rượu hồng dâng lên ba mẹ để tỏ lòng tri ân. Xin trân trọng xin mời. Và tiếp theo xin mời cô dâu chủ đề nhận lấy hai ly rượu của mình và vâng, và xin mời cô dâu và chủ đề mặt đối mặt, tay chèo tay cùng nhau càng chén rượu giao bôi trong tiệc mừng hạnh phúc chiều hôm nay. Và tiệc mừng hạnh phúc chiều hôm nay xin phép được bắt đầu. Chúng tôi xin mời đội ngũ lễ tân của nhà hàng Thủy Trang có những món ngọt tươi đến bằng từ quý vị để kết nối tình thương mến thương giữa quý vị và gia đình chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời. Và tiếp theo xin mời ba mẹ cùng như cô dâu chủ đề hãy đến từng bàn tiệc của quý vị để nhận những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin được trân trọng kính mời. Thank you.
lập món tay yêu sao. Và siêu tạo vỗ tay thật lớn của quý vị để chúc mừng giọng ca của Di Thuy ạ. Thank you.
Thank you.
người chờ đêm thương nhớ mong. Cuối cùng em cũng chịu lấy chồng, cuối cùng em cũng chịu có chồng, cuối cùng ba mẹ cũng yên lòng, không lo buồn sợ con gái lòng bồng. Hey, tình yêu là thế đấy, cố đi tìm thì lại không thấy ai, mà khi đang không muốn yêu thì 4-5 người vây quanh chẳng kịp trở tay. Tình yêu là thế đấy, có khi yêu lâu nhưng chẳng đến đâu, mà khi lơ ngơ đến sâu, ấp ôm vài hôm thôi thì đã lấy nhau. Nên đừng lo lắng khi trai còn đông, hãy tìm hiểu xem hợp hay không, cứ chọn yêu khi chưa lấy chồng. Và em cũng đã biết bao nhiêu ngày trôi để tìm thấy được người em yêu, nên giờ em lòng vui bao nhiêu. Thế là nay em đã lấy chồng, thế là nay em đã có chồng, thế là xong bao năm ngóng trông, qua bao ngày chờ đêm thương nhớ mong. Cuối cùng em cũng chịu lấy chồng, cuối cùng em cũng chịu có chồng, cuối cùng ba mẹ cũng yên lòng, không lo buồn sợ con gái lòng bồng. Hey, nên yêu không phân biệt cái tuổi ta,